Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiếng. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống nước ta. Vì thế, Bắc Bộ vẫn có mưa rào và dông cục bộ, sẽ có những điểm có mưa vừa có nơi mưa to. Mưa và gió rắc sẽ làm cho nhiệt độ miền Bắc trong ngày hôm nay càng về chiều nhiệt độ càng giảm thêm. Cao nhất trong ngày hôm nay và ngày mai, ở các tỉnh vùng núi phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ giảm xuống dưới 16 độ. Vùng đồng bằng, trong đó bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng chỉ từ 15 đến 18 độ. Tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ đến chiều nay cũng sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ giảm còn từ 19 đến 22 độ. Chỉ riêng hai tỉnh Tây Châu và Điện Biên chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ vẫn ở mức cao từ 23 đến 25 độ. Đến tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ dồn xuống nhiều hơn nữa, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm mạnh, với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Lui xuống khu vực miền Trung, dự báo trong đêm nay đến sáng sớm ngày mai, không khí lạnh tác động mạnh đến khu vực phía Bắc của miền Trung. Vì thế, đến chiều tối và đêm nay, miền Trung sẽ gây ra mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Khi chưa chịu tác động nhiều của không khí lạnh, các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay tiếp tục có nắng, ngoại trừ Thanh Hóa là có nhiệt độ thấp nhất dưới 25 độ và có mưa về chiều. Còn các khu vực khác ở miền Trung đều có mức nhiệt cao từ 28 đến 31 độ, cục bộ có nơi trên 32 độ. Dự báo từ đêm nay ở Bắc Trung Bộ trời sẽ rất đậm, rất hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn bắt đầu ngày mới bằng tiết trời nắng ráo. Từ nắng sớm với cường độ nắng mạnh kéo dài cho đến chiều muộn sẽ làm cho nền nhiệt ở miền Nam tăng cao trong ngày hôm nay và ngày mai cho đến 3 ngày tới. Cụ thể, ở khu vực vùng cao Tây Nguyên với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cũng tăng từ 32 đến 35 độ, trời nóng về chiều. Chuyển sang thời tiết trên biển. Dự báo thời tiết trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, có lúc tăng lên cấp 7, biển động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.